Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Ngày hôm qua thì trên rất nhiều trang báo mạng về công nghệ, rồi group, hội nhóm chia sẻ những cái thông tin về công nghệ thì bàn đến một cái chủ đề, đó là Samsung đã khai tử dòng Galaxy Note và Note 20 Ultra. Đấy, sẽ là chiếc Note xịn sò nhất cuối cùng được Samsung phát triển và bán ra. Thế nên nếu như các bạn có là fan của dòng Note thì nhớ mua luôn và ngay tại Hoàng Mobile để có mức giá tốt nhất nhé. Đang hot sale, giá thực sự rất là thơm đấy. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Nhớ mua phiên bản LTE thôi, cho nó rẻ nhá. Rồi, quay trở lại cái vấn đề đấy là tại sao Samsung lại khai tử dòng Galaxy Note. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới fan của Samsung cũng như là định hướng trong tương lai sẽ là như thế nào. Nó có thực sự phù hợp và nó có hay ho hay là không? Trong cái video này mình sẽ chia sẻ những cái quan điểm của bản thân và những cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề này. Và đâu kỹ hơn, ngay bây giờ nha. Ok, giờ thì chúng ta sẽ trích lời một chút. Và theo như vị đại diện của tập đoàn Samsung gửi báo chí ngày 22 tháng 11 đó, thì Samsung Electronics đã quyết định phát hành Galaxy Z Fold 3 vào tháng 6 năm 2021. Tức là nó sẽ ra mắt sớm hơn cả dòng Galaxy Note thông thường hàng năm. Và nó cũng sẽ được tích hợp luôn cái Boot S Pen vào đây. Điều này đồng nghĩa là Boot S Pen sẽ được tích hợp vào cái dòng vốn mà thực sự là nó cần một chiếc Boot S Pen, đó là Galaxy Z Fold. Màn hình gập ấy, các bạn đều biết là với một cái màn hình rất là lớn như Galaxy Fold trước đây, Galaxy Z Fold 2 thì có thêm một cái boot để giúp các bạn có thể thao tác, viết, vẽ và nốt trên cái màn hình đó thì nó sẽ cho trải nghiệm tốt hơn với tầm 69 lần so sánh với một cái màn hình nhỏ xíu như là con Note 20 Ultra như thế này. Thực ra nói nhỏ xíu thì bậy mồm tí, nhưng nó vẫn là rất nhỏ khi so sánh với một cái màn hình giống như máy tính bảng ở mẫu Galaxy Z Fold 2. Thế nên trang bị Boot S Pen cho cái sản phẩm kia mình thấy nó là một sự hợp lý. Rồi, thì rõ ràng khi mà Boot S Pen được trang bị cho một dòng sản phẩm rất cao cấp như thế thì nó hợp lý hơn so sánh với một thiết bị như thế này. Tức là ở cái mức độ gọi là trải nghiệm sản phẩm thì Samsung đã quyết định đúng. Chứ còn nếu như mà vừa Galaxy Note ra mắt lại còn thêm cả Galaxy Z Fold 3 có cả Boot S Pen nữa thì nó cũng hơi phiền cho cái công nghiên cứu một tí. Và đấy cũng là lý do tiếp theo Samsung phải chi quá nhiều công nghiên cứu trong một năm, bởi vì họ ra tới 3 mẫu flagship, mà không, nhiều hơn 3 mẫu cơ, một series flagship luôn. Ví dụ như đầu năm nay chúng ta có S20 series là đã có 3 sản phẩm, thêm con Z Flip là một sản phẩm cực kỳ xịn sò tiếp theo. Đến cuối năm chúng ta có 2 con Note mới, Note 20 và Note 20 Ultra, kèm thêm một con Galaxy Z Fold 2. Tức là trong vòng 1 năm, thay vì như Apple chỉ giới thiệu ra có một dòng sản phẩm điện thoại mới thì Samsung phải giới thiệu ra ít nhất tới khoảng 3 dòng, nếu không muốn nói là năm nay còn là 4 dòng. Ok, bỏ Z Flip tại vì nó ra mắt muộn đi, thì chúng ta vẫn phải ra mắt tới 3 dòng sản phẩm cao cấp xịn sò flagship. Và đây là một cái sức ép mà mình phải nói một từ, đấy là nó quá kinh khủng đối với Samsung đi. Thay vì chỉ tập trung vào một dòng sản phẩm cao cấp nhất bán một năm thì Samsung phải làm rất nhiều sản phẩm, công nghiên cứu tốn rất nhiều, và họ phải làm sao để mà những sản phẩm về sau lại càng phải trở nên tốt hơn so với những sản phẩm trước đây. Nếu như mà để ý, ngày xưa thời S hồi đầu năm, sau đó là Note hồi cuối năm thì Note nó ấn tượng hơn rất nhiều so với S. Nhưng những năm gần đây thì các bạn có thể thấy là Note gần như chỉ là một phiên bản gọi là hoàn thiện hơn một chút xíu của dòng S mà thôi. Và với những cái sự mà chênh lệch không quá nhiều như thế thì cảm thấy là Samsung đã bắt đầu đi vào cái lối mòn. Và đỉnh điểm vào năm nay, Galaxy S series và Galaxy Note series không nhận được sự đón nhận quá nhiều của người dùng. Thay vào đó là mọi người lại đánh giá cao mẫu Galaxy Z Fold nhiều hơn. Năm ngoái là Fold và năm nay là Z Fold 2 nhiều hơn. Kể từ đó Samsung nhận thấy một điều, đấy là nếu như cạnh tranh với những dòng sản phẩm smartphone phổ thông thì những mẫu flagship như là Note và S không thực sự tạo ra được quá nhiều điểm nhấn so sánh với những sản phẩm vốn đang có mặt trên thị trường, chịu sức ép quá lớn của Apple iPhone và quan trọng hơn cả là của những cái tên đang nổi đến từ Trung Quốc như là Xiaomi, như là Oppo hay thậm chí là Vivo, rồi rất nhiều những dòng sản phẩm khác. Ok, thế nên Samsung phải bật ra một dòng sản phẩm khác ấn tượng hơn nhiều, và đó là Galaxy Z Fold và sắp tới sẽ là Z Fold 3. Đây mới chính là cái thứ tạo nên giá trị và tạo nên cái thương hiệu, cũng như tạo nên cái đẳng cấp thực sự của Samsung. Vậy, khai tử đi một dòng sản phẩm vốn đã bắt đầu đi vào cái sự bão hòa, vốn đã không nhận được sự đón nhận của người dùng, để tập trung vào một sản phẩm ấn tượng hơn, xịn sò hơn, cao cấp hơn, thì rõ ràng đây là một điều mình đánh giá là ok.
Rồi, và đến cái lý do cuối cùng, mình nghĩ rằng cái này cũng sẽ là cái quan trọng nhất. Đấy là Samsung muốn tạo ra một thế hệ Galaxy mới. Nếu như các bạn để ý thì S, Note, Z Fold đều là Galaxy. Nhưng thay vì cái việc mà chúng ta cứ phải đi theo những cái lối mòn bây giờ, thì mình nghĩ là Samsung sẽ tạo ra một cái sản phẩm khác biệt hoàn toàn. Đầu năm sau có thể là Galaxy S21 chẳng hạn, nhưng mà đó vẫn chưa phải là cái tên cuối cùng. Có thể Samsung sẽ tạo ra được một cái dòng sản phẩm khác biệt hoàn toàn. Một dòng chắc chắn sẽ là Galaxy Z Fold với màn hình gập xịn giò, và một dòng sẽ là dòng sản phẩm flagship cao cấp nhưng dòng phổ thông, và nó sẽ vẫn chứa đựng đầy đủ tất cả những cái công nghệ xịn giò nhất, đỉnh cao nhất, để mang lại cho người dùng những cái giá trị thiết thực nhất, bên cạnh một sản phẩm là vô cùng cao cấp và đắt tiền như là Z Fold 2. Tức là Samsung muốn cải tổ và muốn thay đổi toàn bộ những cái dải sản phẩm vốn đã quá quen thuộc và đi vào lối mòn trên thị trường. Và họ sẽ khai tử một dòng sản phẩm, có thể nói là khai tử dòng Note sẽ là hợp lý nhất, bởi vì họ muốn mang tất cả những cái công nghệ đỉnh cao nhất vào dòng Z Fold rồi. Dòng thông thường sẽ trở nên bình thường hơn, dễ tiếp cận hơn và có thể sẽ có mức giá tốt hơn, bên cạnh một dòng sản phẩm rất rất cao cấp. Và mình đánh giá đó là một điều hợp lý. Nhưng quay trở lại một cái vấn đề, đó là đối với fan Samsung thì sao? Với góc nhìn của mình thì fan Samsung phải tới tầm 80% là Galaxy Note fan. Và nếu như họ khai tử dòng Note như thế này thì rất nhiều fan của Samsung sẽ cảm thấy bị hụt hẫng, nếu không muốn nói là sẽ cảm thấy thực sự rất là thất vọng. Mình tin nhiều người sẽ vẫn đến với Samsung bởi vì dòng Note. Cái điều đặc biệt nó chính đến từ cái bút S Pen này, mang lại rất nhiều thứ ấn tượng, thú vị trong quá trình các bạn trải nghiệm, và thực sự nó có rất nhiều công dụng để giúp các bạn có thể sáng tạo, để giúp các bạn có thể phục vụ công việc một cách tốt hơn. Nhưng bây giờ khai tử dòng Note này đi, thay vào đó là Galaxy Z Fold 3 với bút S Pen, thì cái mức giá để chúng ta có thể tiếp cận đến cái công nghệ bút S Pen này sẽ được nâng cao lên rất rất nhiều. Các bạn hãy nhìn Z Fold 2 ở Việt Nam giá 50 triệu, Z Fold 3 cứ cho là 50 triệu đi. 50 triệu để có cái bút S Pen thay vì một cái dòng sản phẩm phổ thông như chiếc điện thoại này chỉ tầm khoảng hơn 20 triệu. Thì rõ ràng đây cũng sẽ là một thứ khiến người dùng phải suy nghĩ đi rất rất nhiều. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Nhưng góc nhìn của mình thì ok, bỏ dòng Note đi nó cũng có cái hay. Nhưng mà fan Samsung sẽ rất là buồn này. Thế nên, mua ngay Note 20 Ultra để lưu giữ lại giá trị của dòng Note nhé. Tham khảo giá tại Hoàng Anh Mobile để có mức giá tốt nhất tại Việt Nam. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tự theo dõi hơn. Và đừng quên để lại ý kiến của bạn về việc Samsung khai tử Galaxy Note, các bạn cảm thấy như thế nào ở phía bên dưới nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.